Chương trình này được bảo trợ bởi Gọi ngay Mango Tours 866 sáu để có vé máy bay giá ưu đại đến Việt Nam. Công ty chuyển tiền Hồng Lan một thương hiệu đáng tin cậy. 888 880 Nguyễn Trường Ngọc Lan xin gửi lời chào thân ái đến tất cả khí khán giả đang xem chương trình Cà phê sáng của Little Saigon TV. Xin chào anh Trường. Xin chào Ngọc Lan và xin chào quý khán giả của Little Saigon TV. À chúng tôi có ở trên TV bình thường ở miền Nam California à, là đài 56.10, ở à, Bắc Cali là 16.11 và ở à bên Houston, Texas là đài 27.6. Cũng như có ở trên YouTube, có ở trên Facebook và trên internet là littlesaigontv tv.com. Rất vui được gặp lại quý vị trong ngày thứ ba hôm nay, ngày 9 tháng 4 2024 ngày hôm qua anh Nguyễn Trường có coi uh, nhật thực đúng không? Có thấy, coi nhật uh, thực cũng uh, cũng bon chen chụp hình. <cười> <cười> ờ, nhưng mà ngày hôm qua không biết là quý vị ở khắp nơi có xem không chứ ngày hôm qua nói chung là quanh vùng Đô Sài Gòn này cũng vui lắm. Ví dụ ngay cả um, các uh, nhân viên của Đô Sài Gòn TV quý vị nhìn thấy uh, ngày hôm <laughs> qua uh, sau chương trình thời sự thế giới đó anh Hoàng Trọng Thụy uh, với uh, mọi người đứng ra xem uh, nhật thực. Nhiều người nói là uh, ủa đâu có thấy gì đâu nhưng mà khi mà phải phải mang cái kính này vô mang cái kính đen này vô xong rồi á, phải nhìn lên mà nhìn đúng cái chỗ mặt trời thì mới thấy được cái cái mặt trời trong đó nó thay đổi ra làm sao chứ nhiều người cứ nhìn lên nhưng mà ủa sao thấy tối thui tại vì ví dụ mặt trời mọc đây quý vị quay qua bên này thì làm sao mà thấy được à, nhiều người cứ cứ theo dõi nhiều như vậy thì ngày hôm qua đó um, phóng viên nick út người mà đã từng đoạt giải Pulitzer trước đây thì anh chụp mấy cái tấm hình về nhật thực quá là đẹp luôn quý vị nhìn như là đó nếu mà mình mang kính ừ. những hình này được chụp ở Los Angeles ngày hôm qua thì quý vị sẽ thấy được những cái hình ảnh như thế này này là cái lúc mà nó nó hình này là lúc mà nó ăn uh, che bị che một chút ha cái này là cái lúc mà mới một chút xíu là bắt đầu ở đây khuyết một chút xíu À, cái này thì lúc nó còn tròn. Ừ. Cái này chắc trước 10 giờ sáng ở đây. Đó rồi nó cứ khuyết như vậy thì mấy cái hình này không được sắp xếp theo thứ tự. Rồi đến lúc nhìn giống như là mặt trời mà nhìn như là là trăng khuyết như vậy đó. Đó nó cứ như vậy. Rồi à, tùy theo cái khu vực mà mọi người đứng xem sẽ nhìn thấy là mặt trăng nó che mặt trời như thế nào cứ lần lượt lần lượt. À, nhìn cũng rất là thú vị mà người ta ngày hôm qua hình ảnh mà đưa lên hình ảnh nhật thực á cảm giác là ít hơn là hình ảnh mọi người đứng xem nhìn rất là vui có cái điều đó là ngày hôm qua có nhiều người vào lúc bây giờ đó thì thắc mắc là ủa nhìn lên mặt trời thấy 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 chói chang mà đâu có thấy gì đâu <laughs> nhưng mà phải đeo cái kính vô rồi, thì mới thấy còn nếu mà, mà bằng mắt thường của mình đó, mà mình nhìn lên đó mình vẫn thấy mặt trời chói chang không có không có gì hết á nhưng mà phải đeo kính vô mới thấy nhưng mà cũng có nhiều người nói là ủa sao trên báo trên mạng á, thì nói là sẽ đen tối hết này kia nhưng mà nó tùy theo chỗ không phải là chỗ nào cũng đen tối hết. ví dụ như là lúc mà mình thấy ở đây đó là nó chỉ khuyết một tí thôi nhưng mà ở những tiểu bang khác thì bắt đầu nó khuyết cả một nửa rồi hoặc là có những tiểu bang khác thì nó khuyết hết nguyên cái mặt trời luôn chỉ còn chỉ còn lại một cái cái vòng sáng ở, ở bên ngoài thôi không còn cái ánh trời nữa và nhiều chỗ thì nó tối đen luôn thôi với quý vị đó là tại sao mà phải có cái kính để đeo nhiều người lấy kính mát ra đeo nhìn lên cũng không thấy gì hết họ nói ủa đâu thấy gì đâu vẫn thấy nguyên cái mặt trời tròn hoa, tròn to mà đâu có gì kính mát cũng không thấy được phải có cái kính để coi nhật thực thì mới thấy được cái cảnh mà nó ăn từ từ vô như thế nào và nó đi qua cái áo mặt trời như thế nào à, ngày hôm qua đó à, có nhiều người thắc mắc nói là ủa năm nào cũng thấy nói có nhật thực người thực chứ đâu phải là mấy trăm năm mới có một lần đâu mà sao báo đài nói là có mấy trăm năm mới có một lần là tại vì như thế này năm nào cũng có nhật thực nguyệt thực nhưng nó xảy ra ở những nơi nào đó khác chứ không phải ở Mỹ ở Mỹ mà lần đầu tiên trong mấy trăm năm chúng ta được nhìn thấy ở đây chứ bây giờ nếu mà nhật thực ngày hôm qua đó mà ở Mỹ đó thì ở Việt Nam đang là tối mà sao ừ. coi được yeah. cho nên cũng phải là bao nhiêu năm nữa thì nhật thực nó mới xảy ra cho người ở Việt Nam coi đó còn ở Mỹ thì lâu lắm rồi mới có nhật thực toàn phần như vậy mà đúng ngay cái giờ mà ở Mỹ đang mọi người đang là ban ngày coi được cho nên đó là cái lý do tại sao mà hàng triệu người ngày hôm qua đổ xô ra biển đổ xô lên rừng lên núi chỗ nào mà nó không có cây cối tòa nhà cao tầng đó để mà coi thậm chí là có cả công ty nữa thí dụ như là à, công ty à, bán thức ăn nhanh đó Chipotle ra thông cáo là à, chúng tôi sẽ đóng cửa từ 10 giờ 21 sáng cho tới 12 giờ 15 trưa để nhân viên có thể ra ngoài đứng coi à, không có làm mà rồi là anh lúc đó tại vì đã lâu rồi chúng ta mới thấy được à, gọi là nhật thực toàn phần mà nó xảy ra vào ban ngày vào lúc mà chúng ta thấy có ánh sáng mặt trời ở đây mà trời trong mây tạnh như vậy nữa cho nên có đó mới là một cái thú vị ngày hôm qua thì tôi cũng hào hứng lắm Tôi cũng ra tôi coi rồi à, à, nhìn lên nhìn xuống mãi đến lúc mà khi mà cái 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 khuyết đó, nó đi qua tới bên này rồi từ từ nó biến mất đó thì lúc bây giờ mình nói ở à, lạ ha Đâu thấy gì lạ đâu đâu thấy có hiện tượng gì xảy ra đâu nhưng mà có những cái chỗ nha mà nó che tối lại hết đó mình thấy người ta chụp hình đó những người chung quanh đứng như là ban đêm vậy á à, đứng như ban đêm rồi có 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 báo có đài nói rằng là khi mà bắt đầu nó vừa tối như vậy đó tiếng dế kêu nó phát hiện lên con dế nó tưởng là tối rồi nó kêu rồi tối rồi đó thì gà nè bò nè heo nè nó không thấy là lạ, lạ là tại sao ủa mới dậy rồi tới giờ này là giờ được ăn mà tại sao là lại lại đi ngủ nữa rồi đó cho nên ngày hôm qua cũng là một cái hiện tượng rất là thú vị thôi với quý vị nhưng mà liên quan đến cái việc mà nhật thực này đó nó cũng có nhiều cái chuyện xảy ra rất là đáng tiếc Uh, tin ngày cũng ngày trong ngày hôm qua đưa tin là có một uh, cô bác sĩ uh, một người bác sĩ cô này năm mươi mấy tuổi rồi cùng với chồng đi uh, lái xe ở New York lái xe đến cái khu vực mà người ta nói là sẽ coi được uh, nhật thực uh, rõ nhất thì chồng của cô á thì lái chiếc xe pickup truck này rồi kéo theo ở phía sau là chiếc xe kêu là à, và uh, dạ, giống như cái, cái 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 trailer vậy đó thì cô ngồi ở phía sau cô ngồi ở phía sau này thì lúc mà nói là chỉ còn khoảng 20 phút nữa là đã đến cái địa điểm để mà xem rồi, họ đi từ ngày à, chủ nhật. Thì bất ngờ cô bị văng ra khỏi cái 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 xe, cô ngồi ở chỗ mà cái cái ghế tài xế đó, cô văng ra khỏi xe ngay ở trên cái đường cao tốc này và chết. Thì những người mà lái xe ở phía sau á, nhân chứng đó họ nói rằng là lúc đó họ ngồi phía sau họ lái xe phía sau thì họ thấy giống như là cô ngồi ở cái ghế của người lái xe chiếc xe phía sau mặc dù phía trước là xe của chồng cô kéo thì có lẽ là cô gác cái tay lên cái cửa cái cửa sổ hay sao đó ừ. thì lúc đó có một cơn gió mạnh nó thổi qua thì cái cánh cửa này nó bung ra và cô văng xuống đất oh. đó là những người mà nhân chứng người ta chạy xe phía sau họ thấy là như vậy thì chết tại chỗ thì đó cũng là một cái điều rất là đáng tiếc, cũng liên quan đến cái chuyện mà uh, xem nhật thực. Uh, rồi uh, trong khi đó ở Florida thì lại có một cái người phụ nữ uh, rất là thản nhiên bắn hai người đi trên đường, nói ừ. rằng cái đó là bà nghe cái tiếng của thần linh kêu là phải bắn những người đó tức là cái người phụ nữ này á, là sau khi mà bà ta thuê một cái khách sạn bà ở xong trước khi mà trả phòng thì bà nói với lại nhân viên khách sạn bây giờ tôi sẽ đi thực thi một nhiệm vụ mà ừ. chúa giao ghê gớm như vậy xong rồi bà chạy trên đường nói là trong vòng bà chạy trong vòng khoảng năm mai đó là bà bắn hai người thì một người nói nói chung là bắn bất kỳ thì cái người mà tài xế đầu tiên khi mà bà bắn bà bắn rất là nhiều phát nhưng mà người này may mắn là có những viên đạn là bể khiến xe có viên đạn là sẹt qua bên vai à, rồi sau đó bà bắn tiếp một người tài xế thứ hai thì người thứ hai đó là bị một viên đạn trúng vào cổ phải đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng mà có lẽ cũng không có nguy hiểm đến tính mạng thì cảnh sát bắt bà sau đó thì bà nói rằng là cái đó là cái điều mà thần linh yêu cầu bà phải làm cái điều đó vào cái lúc cái thời gian mà diễn ra nhật thực đó thì liên quan đến những cái chuyện nhật thực đã nói đó là một cái hiện tượng tự nhiên à, nhiều năm thì nó mới xảy ra một lần và ở những cái thời điểm mà người ta có thể thấy được nhiều nhất thì nó một bên thì nhiều người xem với lại cái thích thú và cái cái những cái kỳ lạ của uh, tự nhiên nhưng có một bên thì họ cho đó là những cái chuyện mà uh, thần thánh uh, đứng thiên liêng xuất hiện và yêu cầu họ phải làm những cái việc uh, rất là ghê gớm như vậy bốn năm um, người ta nói là khoảng hơn 20 năm nữa mới lại xảy ra hiện tượng này một lần nữa thì đến lúc đó là hy vọng không biết là mắt mình còn tỏ để xem. Không, à, lần tới đó mà có nhật thực xảy ra nữa là là ngày 2 tháng 10 sắp tới đây. Ừ. Ngày 2 tháng 10 nhưng quý vị nào ở Chile, ở Argentina thì, thì mới... sẽ nhìn thấy, yeah. còn mình ở đây mình không biết gì hết, mình không thấy gì hết. Rồi lần tới nữa đó sau ngày đó là ngày 12 tháng 8 năm 2026 ngày đó thì quý vị nào ở Greenland, Iceland này kia sẽ thấy của à, chúng ta sẽ quay lại sau một ít phút thông tin thương mại bảo trợ cho cà phê sáng chương trình này được bảo trợ bởi gọi ngay Mango Tours 866 435 9746 để có vé máy bay giá ưu đại đến Việt Nam công ty chuyển tiền Hồng Lan một thương hiệu đáng tin cậy 888 880 8345 với cà phê sáng thì nói tiếp theo cái phần trước lúc quảng cáo đang nói đó thì năm nào cũng có nhật thực hết chứ không phải là mấy trăm năm mới có một lần. Nhưng mà cái cơ hội để mà mình được nhìn thấy đó thì có thể là nó sẽ lâu lắm. Lần tới nếu có nhật thực toàn phần nữa mà ở California mình thấy được đó, đó là vào 12 tháng 8 2045 lần thôi quý vị. Còn ngoài ra thì năm nào cũng có hết nhưng mà tùy theo chỗ có thể coi được có chỗ thì đang nhật thực và chúng ta lại là ban đêm thì mình đâu có coi được. ví dụ như là ngày 22 tháng 7 2028 thì ở bên úc và new zealand sẽ nhìn thấy nhật thực mà bên đó mà ban ngày thì chúng ta đây là ban đêm thì sẽ không coi được. rồi à, ngày 25 tháng 11 của năm 2030 thì namibia nè, à, Sotawa, nè, à, south africa, lesotho rồi australia sẽ nhìn thấy được À, năm 2034 ngày 20 tháng 3 thì Nigeria, Cameroon rồi những cái nước khác có thể nhìn thấy được. Không trong này tôi thấy là list ra rất là nhiều năm nhưng mà không có năm nào có ở Việt Nam thì được nhìn thấy hết. Đó là những bây giờ thì cái múi giờ nó khác. Rồi một là nó buổi chiều, một là nó ban đêm không có thấy được hay là cái đường đi của nhật thực nó không có đi ngang qua cái lúc mà mình coi được cho nên cũng không có thấy được và ở Malaysia, Indonesia, Brunei, Philippines thì coi được vào ngày 20 tháng 4 của năm 2042 và nước Nga sẽ coi được nhật thực là 2043 ngày 9 tháng 4. riêng chúng ta ở California lần tới là 2045, năm nay là 24 tức là 20 năm nữa. 20 năm nữa mình có thể coi lại được. Y hệt như ngày hôm qua vậy đó không biết lúc đó bây giờ thì như ngọc lan nói là mắt mình có còn được nhìn thấy nữa hay không? <laughs> Thưa quý vị ngày hôm qua ở khu vực Los Angeles vòng quanh khu vực đó có ba cái sự kiện ba cái chết người mà khi mới đầu á thì người ta nhìn giống như là nó riêng rẽ nhưng mà sau đó họ thấy vào wow, cái này nó là chung với nhau à, đầu tiên hết là vào khoảng 4 giờ rưỡi sáng thì ở khu vực uh, họ gọi là ở uh, khu vực ở trên xa lộ 405 á, uh, khu vực Winchester. Uh, lúc đó có người gọi báo là có một đứa bé nó chết ở ngay ở trên xa lộ. Ừ. Đứa bé này còn nhỏ thôi, mới có 6 tháng thôi. Sơ sinh. Uh, thì lúc mà cảnh sát tới đó thì thấy là cái đứa bé đó nó nằm ở ngay ở trên xa lộ này chết và một đứa bé khác, một đứa bé gái khác à, cũng khoảng 5 6 tuổi, 7 8 tuổi thì nó đang ngồi ở bên vệ đường và người nó bị thương, không có người lớn nào đó hết. Thì lúc đó cảnh sát à, đưa đứa bé lớn vào bệnh viện và à, cái cái thi hài của đứa bé nhỏ đưa vào bệnh viện. Tiếp theo đó thì đến khoảng gần 5 giờ sáng thì lại có báo tin một cái tai nạn ở Woodland Hills, nó có một người phụ nữ chạy xe và tông vào trong một cái cây và chết ở chỗ đó. Rồi họ chưa thấy có một cái gì nó liên với nhau, rồi tiếp theo đó cho đến khoảng đến sáng thì lại thấy rằng là ở một căn nhà ở gần đó nữa lại có một cái người đàn ông giống như là tự sát chết ở trong nhà. Thì ba cái vụ nhìn có vẻ riêng rẽ với nhau, nhưng mà sau đó họ thấy wow hình như ba cái vụ này là nó nó liên quan tới nhau, nhưng mà bây giờ thì họ đang điều tra họ nói rằng có cái mối quan hệ giữa hai đứa bé đó, người phụ nữ và người đàn ông ở trong căn nhà mà mà chết kia nhưng mà họ không có nói cho biết rằng là mối quan hệ đó là cái gì rồi cũng chưa biết à, bây giờ cảnh sát đang kêu gọi là ai mà ở đang ở trên đường trên freeway trên xa lộ 405 vào cái thời gian đó có thấy cái chuyện gì xảy ra thì những cái camera gắn ở trên xe dashcam á thì cho cảnh sát cung cấp cho cảnh sát thì đến giờ này có người nói rằng là vào thời điểm đó họ thấy ở có một cái chiếc xe màu đen, họ dừng đâu ở khoảng đó. Rồi không biết người nào đã để hai đứa bé xuống rồi nó chết như thế nào. Rồi người phụ nữ kia có phải là người ta đoán có khi nào người phụ nữ đó bước hai đứa bé nó xuống. Rồi cô chạy giống như là chạy để tự tử rồi tông vô cái cây. Rồi cái người đàn ông ở trong cái căn nhà mà cái thấy cái cổng rồi bị sập vân vân Nói là rất là nhiều cái chuyện người ta nói kinh khủng nó đã liên quan đến vụ này thì ngày hôm nay cảnh sát đang tiếp tục điều tra về ba cái ba cái chết mà ở ba khu vực khác nhau nhưng mà họ nghĩ là những người này có mối quan hệ với nhau họ không tìm ra được là những người này là có liên quan trong không phải là đơn không tìm hay... ra nhưng mà họ chưa có công bố À. tức là họ chưa có cung cấp những cái thông tin đó cho báo chí ừ. đó là là còn đang trong vòng điều tra tên là tất cả họ đều chưa cung cấp hết nhưng họ chỉ nói rằng họ thấy là có một cái mối liên quan giữa ba cái tai nạn này vào khoảng thời gian này vào năm trước thì quý vị đi mua trứng nhất là quý vị nào vẫn thường xuyên đi mua trái trứng gà ở Costco đó là thấy có cái hiện tượng là mỗi lần mà có trứng vừa mới ra một cái là mọi người ao ao nhau đến mua để mà nó hết luôn và người ta phải đăng lên trên mạng Facebook là tại sao hôm nay đi Costco lại không thấy có trứng? À, vào năm cái thời điểm này và năm trước thì lúc bây giờ giá trứng cũng đã lên cao và khan hiếm nữa. Thế thì ngày hôm nay đó theo như một cái bản tin cho biết đó, vì cái công ty mà nuôi gà đẻ trứng ở bên Texas đang bị uh, dịch cúm gà, cho nên họ phải buộc tiêu hủy một số những cái con gà mái đẻ trứng vì thế trứng sẽ khan hiếm và theo như các bạn tin ngày hôm nay cho biết là chúng ta sẽ thấy từ 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 từ, từ giá trứng sẽ lên tuy nhiên năm trước thì cũng cái công ty mà à, nuôi gà đẻ trứng này đó họ cho biết rằng là cùng thời điểm này năm trước cái tiền lời của họ mà bán trứng đó nó lên tới 718% tức hmm. có nghĩa là Mặc dù là họ đã thiệt hại khi mà tiêu hủy cái số gà đi mà gà bị dịch cúm gà. Tuy nhiên khi mà họ bán cái trứng gà theo cái giá mới tại vì cung và cầu nó khác nhau. Nó nó khác nhau một trời một vực, người mua nhiều quá mà số lượng trứng để cung cấp thì lại không có đủ. Cho nên ra bao nhiêu là hết bấy nhiêu thì cái giá nó sẽ mắc hơn. Rồi để để mà bù vào cái thiệt hại mà số gà bị giết đi đó. Cái công ty mà ở bên Texas mà à, nuôi gà đẻ trứng đó là họ chỉ có cung cấp cho Hoa Kỳ này khoảng 30% số trứng thôi Đó chỉ có 30% thôi Còn nhiều công ty khác nữa đó, Tuy nhiên nó có những cái vùng Thí dụ cái công ty này thì đưa hết qua bên phía miền Tây Công ty kia thì đưa hết qua bên miền Đông Tại vì cái đường đi nó gần đó Nó, 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 nó tiết kiệm được cái vận chuyển nữa Cho nên à, nếu à, ngày hôm nay bản tin đưa lên là Chúng ta sẽ thấy giá trứng có thể thôi có thể lên gấp đôi nếu không có những sự can thiệp của chính phủ hoặc là à, mang tới cung cấp thêm từ những công ty khác nữa đi thì giá trứng có thể lên gấp đôi mà tình trạng mà đi thấy đi ra Costco đó mà mua trứng mà tự nhiên thấy nó chống không mà nó không có cái kẻ trứng nào hết đó cũng có thể xảy ra lại trở lại một lần nữa nó cũng giống như là giá xăng đó quý vị cùng thời điểm này năm ngoái nha giá xăng nó cũng hơi cao nhưng mà sau đó từ từ đến cuối năm đó thì giá xăng nó thấp thấp xuống một chút rồi bây giờ nó lại bắt đầu nó, nó đi ngược trở lại nó lên nó hơi lên cao rồi hôm qua tôi đi nhớ tôi đi đổ xăng là năm đồng mấy chục sen đó uh, cho một ga lông xăng đó, chứ không phải còn ba bốn đồng như hôm bữa nữa cho nên ngày hôm nay họ nói rằng là giá của một món ăn sáng omelette nè hay là uh, 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 trứng ốc la gì đó nó cũng sẽ tăng lên nhất là quý vị nào buổi sáng mà thường thường đi hay ăn uh, ra nhà hàng Việt Nam mình ăn bò né đó Ngọc Lan. À, bò né ha, tê nè rồi miếng thịt bò nè rồi đập cái trứng này kia vô đó thì giá có thể nó lên đồng hai đồng nữa đó chứ không phải là không đâu. Cho à, nên rõ à, ràng là mình thấy là khi mà nó có ảnh hưởng của một cái gì đó đó là thế nào chúng ta cũng sẽ là cái người phải trả thêm tiền để có được những cái chúng ta mong muốn. Như vậy thì mình sẽ làm mà bánh ít lại, mình ăn, ăn trứng <laughs> ít lại, mình sẽ ăn patê thay vì ăn trứng. Thưa quý vị, những ai mà ở khu vực Los Angeles mà thích làm cái công việc giống như là cô nuôi dạy trẻ vậy đó thì đây là cái cơ hội cho quý vị bởi vì ở khu vực này thì họ thấy rằng là hiện bây giờ là đang cái số lượng mà những mấy đứa bé mà đi học mẫu giáo đó tới là 725.000 đứa nhưng mà số lượng mà các cô giáo dạy trẻ thì nó thiếu cho nên bây giờ họ đưa ra một cái giống như là một cái chương trình cho 90 người ghi danh vào học mà hoàn toàn miễn phí mà không chỉ là miễn phí thôi mà họ còn được trả lương nữa trong cái thời gian họ được trả lương cho 2.000 giờ trong thời gian mình gọi như là đi thực tập à, và cái thời gian học là 180 tiếng hoàn toàn miễn phí thì chương trình này sẽ được uh, ghi danh quý vị vào ghi danh hạn chót là ngày 30 tháng 6 uh, vào trong cái chỗ mà của thuộc học khu uh, Los Angeles và cái cơ quan này là cơ quan họ gọi là phát triển về kinh tế hỗ trợ phát triển về kinh tế thì họ giúp cho cái chuyện này thì đấy đây là cũng là một cái hay cái thời gian học thì ngắn rồi được trả lương họ nói là có thời gian qua có nhiều người vì họ sợ đi học phải trả tiền rồi những cái khoản khác cho nên xin mời quý vị cùng trả lại với chúng tôi sau phần thông tin thương mại. Chương trình này được bảo trợ bởi Gọi ngay Mango Tours 866 435 9746 để có vé máy bay giá ưu đại đến Việt Nam. Công ty chuyển tiền Hồng Lan một thương hiệu đáng tin cậy. 888 880 8345. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục với phần thứ ba của chương trình Cà phê sáng của Lido Sài Gòn TV. Thưa quý vị, vào 10 giờ sáng ngày hôm qua ở Las Vegas thì đã xảy ra một cái vụ nổ súng làm chết 3 người ở ngay một văn phòng luật sư ở Summerlin. Ngay tại văn phòng luật sư họ gọi là Prince Law Group. Một người luật sư đã bắn vào con dâu cũ của ông và người luật sư của cái người con dâu đó. Ừ. Mà trong khi cái ông luật sư mà nổ súng đó là ông đang là luật sư đại diện cho con trai của ông, tức là chồng của uh, cái, cái cô, cô con phía bên kia. Đài. Sau khi mà nổ súng bắn chết người con dâu cũ cùng với lại người luật sư của cô, mà người luật sư của người con dâu cũng chính là chồng hiện tại của cái cô, cô cái người phụ nữ đó, ừ. thì người luật sư mà bắn súng đó ông cũng quay súng ông tự sát luôn. Tức là ba người chết ở ngay tại một văn phòng luật mà trong cái lúc đang diễn ra có nghĩa là chưa biết là cái vụ gì mà chỉ biết rằng là cảnh sát mô tả là ông luật sư nổ súng thì ông là luật sư đại diện cho con trai ông. Và trong cái buổi đó đó thì phía bên kia là ông luật sư bên kia cùng với cô con dâu cũ của ông cũng tức là vợ của ông luật sư phía đối thủ thì đang lấy lời khai của người con trai này liên quan đến vụ gì thì người ta không ừ. có nêu ra. Lại thêm một chi tiết nữa đó là ông luật sư mà đại diện cho con trai ông và ông luật sư mà đại diện cho con dâu cũ của ông, hai ông đó là bạn với nhau trên 30 năm. Ừ. Cảnh sát phong tỏa toàn bộ cái khu vực uh, quanh ở đó, rồi uh, sau đó thì họ dùng một cái khách sạn ở gần đó giống như làm cái 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 trung tâm để mà hỗ trợ những cái việc uh, xảy ra xung quanh, uh, giải đáp những cái thắc mắc cũng như là những người người ta bị uh, chấn thương tinh thần hay là những người muốn đến cung cấp lời khai vân vân nhưng mà cảnh sát nói đó là một cái vụ kinh khủng à, cũng như là cái vụ mà tai nạn hồi nãy Ngọc Lan nhắc ở phần phần vừa rồi đó thì cảnh sát cũng không có cung cấp cho phóng viên giới báo chí biết tất cả những cái gì liên quan đến cái này họ chỉ biết được những cái mối quan hệ giữa những người ở trong cuộc là như thế nào thôi có nghĩa là bốn người xuất hiện ở ngay tại cái buổi để lấy cái lời khai đó thì bây giờ ông luật sư bên này luật sư và thân chủ bên kia đều chết hết chỉ còn cái người con trai của ông luật sư mà nổ súng đó, thì là còn sống người ta cũng không nói về tuổi tác của những người này như thế nào rồi phóng viên thì hỏi cảnh sát cũng không được cung cấp thêm chi tiết gì họ gọi đến cái văn phòng luật đó để họ hỏi thêm thì người ta cũng không cho biết gì hết cũng không hoàn toàn cho biết rằng là hai vợ chồng này hai vợ chồng cái người con trai và người con dâu kia là đã ly dị bao lâu rồi rồi tại sao mà thông thường ví dụ như có những cái buổi mà vợ chồng ly dị đi thì những người mà nổ súng nhiều khi út hận gì đó thì thường là cái người chồng hoặc là cái người vợ cũ đằng này là ông bố chồng lại bắn cái cô con dâu cũ của mình rồi bắn luôn cái người luật sư kia rồi chính ông tự sát thì nó phải là cái gì nó ghê gớm lắm nó phải diễn ra ngay lúc đó thì chưa hiểu là cái chuyện nó ra làm sao thì chúng ta sẽ chờ xem cái những cái tin tức tiếp theo của ngày hôm nay nó sẽ như thế nào gia đình xào xáo mà tôi thấy cái gia đình này nó cũng lạ nha Cái cô vợ là có người chồng mới ừ. mà chồng mới lại là luật sư đó à, ừ. trong khi đó người con trai đó sau khi ly dị vợ rồi mà bố mình lại là luật sư nữa ừ. Đây là luật sư đối với luật sư Đúng Chắc rồi. là tranh cãi cái gì đó thôi mà hai ông luật sư đó lại là bạn với nhau à, trên mà 30 lại đàn. là bạn với nhau nữa hiểu à, thấy lạ ha như vậy là bạn của ông luật sư kia đã ngắm cái cô vợ của con trai ông luật sư đó Hay <laughs> sao đó, cho nên giờ mới giận nhau như vậy. À, chúng ta cũng đã biết là chợ 99 sen đóng cửa phải không quý vị? Thế nhưng uh, có bản tin cho biết rằng là Mark Miller là CEO của một cái cửa tiệm, cái chuỗi cửa tiệm có tên là Pick and Save cũng là đồng thời là cựu giám đốc của uh, Big Lots. À, thì hiện nay ông đang kêu gọi những nhà đầu tư khác với cái những cái tiệm mà bán rẻ đó đã hợp tác lại với nhau hùn tiền lại với nhau để mua hết những cái cửa hàng của chợ 99 cents mà không phải là mua bất cứ ở đâu chỉ có ở California thôi ông nói rằng là ông muốn để cho những người nhân viên của chợ 99 cents ở California này không bị mất việc làm mà cũng như là À, không làm cho tình trạng à, thất nghiệp nó nó cao lên như vậy đó. cho nên ông đang kêu gọi một cái sự đầu tư của những cái những người bạn của ông. ông Mark Miller cho biết rằng là nếu mà chúng tôi à, thỏa thuận và mua lại được cái chợ 99 cents á, thì chúng tôi sẽ làm cho nó đổi mới. có nghĩa là chúng tôi sẽ mang về thêm nhiều mặt hàng mới, nhiều mặt hàng tên tuổi hơn nữa. thí dụ như là những cái mặt hàng mà chúng ta vẫn thường thấy khi mà mua chúng ta lựa những cái hãng mà nó tốt hay để chúng ta có thể uh, xài nó lâu nó bền được thí dụ như là nếu mua băng keo đi thì không phải là băng keo China mà băng keo phải là 3M hay là chúng ta mua xà bông giặt đồ đi phải là Thai hay là phải là cái gì đó một cái gì đó có cái hiệu nổi tiếng. Uh, ông nói rằng là kế hoạch của ông đó thí dụ như là ở Costco chúng ta mua một cái món đồ chúng ta phải mua một cái 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 cái, cái số lượng nó nhiều. Thì bây giờ cái cúng cái số lượng đó mình mang mình chia nó nhỏ 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 ra, mình để ở chợ 99 sen, người ta có thể vô đó mua với cái giá rẻ hơn cho một lần xài cho một cái món đồ đó, chứ không phải là mua một cái số lượng khổng lồ như là ở Costco thì cũng có thể giúp cho những cái người mà à, người ta đang à, nhờ có những cái chợ và bán rẻ như vậy đó thì họ mới có được những cái chi phí trong gia đình nó cách giảm xuống. Đó, cho nên hiện tại đó thì chúng chưa thấy nói rằng là chừng nào là sẽ có câu trả lời ông có kêu gọi được những cái sự hưởng ứng của các đồng nghiệp của ông bạn bè của ông hay không mà nghe nói đâu đó là cái ông Mark Miller tổng uh, giám đốc của Pick and Save cũng như là, uh, là 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 giám đốc cựu giám đốc của cái tiệm Big Lots cho biết rằng là trong cái khối người mà muốn mua lại tiệm 99 cent có luôn cả những người giám đốc của những cái tiệm 99 cent nữa ừ. Tức là những người đó cũng không muốn cái tiệm này nó biến mất đi Nhưng mà bây giờ tình trạng nó cứ lỗ hoài Cho nên họ mới phải khai phá sản à, Sáng hôm nay thì cũng có bản tin đó, đăng lên là à, Công ty 99 cent đã nộp đơn xin phá sản Thì ông Mark Miller này đó, ông mà muốn mua lại đó Ông nói rằng là nếu mà 99 cent nộp đơn khai phá sản bankruptcy thì cái việc mà thu mua lại cái chợ 99 cent, nó sẽ khó khăn hơn nữa. Nếu mà không có khai bankruptcy đi, ừ. thì có thể là thương lượng với nhau, à, ông bán cho tôi bao nhiêu cửa tiệm đó đi, à, sang tên, đó à, thì sang tên nó 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 lẹ hơn. Là bây giờ, à, ghi khai bankruptcy, khai phá sản đi đó, thì phải có những cái khoản tiền, phải trả nợ cho những người chủ nợ, rồi, rồi phải nhiều thứ lắm. Nó sẽ rắc rối hơn cho cái việc mà mua lại sang tên lại cái chợ 99 cent cho những người đầu tư khác. À, chúng ta sẽ xem coi như thế nào. À, ngày hôm nay thì có phiên họp điều trần ở trên uh, thành phố Los Angeles. Các nghị viên của thành phố Los Angeles đang có một cái kế hoạch họ nói rằng là uh, chúng tôi cũng có nhiều nhân viên cả hàng ngàn người làm việc cho chợ 99 cent nay mai sẽ nhất mất việc rồi. Cho nên họ đang có một cái kế hoạch dùng một cái quỹ nào đó để mà trợ cấp cho những cái người sắp sửa bị thất nghiệp đó đang sống ở Los Angeles, mặc dù là những người đó cũng sẽ nhận được tiền thất nghiệp, nhưng mà họ cũng nói rằng là cái tiền thất nghiệp bây giờ đó chắc không có đủ để trả tiền nhà luôn nữa nếu mà sống ở Los Angeles, cho nên họ cũng đang có một cái kế hoạch là giúp đỡ những người sắp bị thất nghiệp từ cái chợ 99 xe Wow, ngày hôm qua có khán giả hỏi rằng là ờ chợ 99 xe và cái chợ mà Dollar Tree à. thì giống nhau hay là những cái tiệm khác nhau? thì đó là những tiệm khác nhau. Khác nhau hết. Hai hệ thống tiệm nó khác nhau hoàn toàn quý vị. À, thưa quý vị, ngày hôm qua ngày thứ hai 8 tháng 4 thì cảnh sát ở Florida họ đã tổ chức họp báo và để công bố về một cái vụ một người thanh niên 21 tuổi là sinh viên y khoa ở Florida đã đâm chết mẹ ruột của mình bằng 70 nhát dao. Nghe rất là kinh khủng. Đến giờ này thì cảnh sát nói rằng là họ cũng chưa hiểu uh, cái nguyên nhân là cái gì rồi đây là một cái vụ án nó quá là kỳ lạ khi mà cái sự việc này nó xảy ra vào hôm thứ bảy tuần rồi nhưng mà sáng ngày hôm qua thứ hai thì mà họ mới họp báo nếu người sinh viên này là trên đường lái xe từ trường đại học của mình trở về nhà và khi mà người mẹ đó mở cửa nhà ra để mà đón người con trai của mình thì anh này đã rút dao ra và đâm người mẹ mình 70 nhát. Anh đâm xong rồi, trong lúc anh đâm mẹ mình thì anh gắn cái earphone vô trong lỗ tai và nghe nhạc nữa. Sau khi xong thì anh cũng chính là người gọi cảnh sát để báo rằng là anh đã vừa giết chết mẹ của mình. Mọi việc nó diễn ra làm sao thì xin mời quý vị cùng trở lại với chúng tôi sau phần thông tin thương mại. Chương trình này được bảo trợ bởi Gọi ngay Mango Tours 866 435 9746 để có vé máy bay giá ưu đại đến Việt Nam. Công ty chuyển tiền Hồng Lan một thương hiệu đáng tin cận 888 880 8345 Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục với phần thứ tư của chương trình Cà phê sáng của Lido Sài Gòn TV. Trước phần quảng cáo thì Ngọc Lan đang đưa một bản tin liên quan đến việc một người con trai 21 tuổi đang học y khoa ở Florida trên đường mà hôm thứ Bảy vừa rồi, trên đường lái xe về thăm mẹ. Và trong cái quá trình đi như vậy, anh suy nghĩ và anh phải thực hiện cái việc đó như thế nào? Thì khi vừa đến nhà, nhà anh là ở gọi là Port Cody, nó nằm ở giữa Orlando và Tampa của Florida thì khi bà mẹ vừa mới mở cửa thì anh này đã đâm người mẹ ruột của mình 70 nhát dao. Cảnh sát nói rằng á những nhát dao của anh này đâm á là vào bụng, vào ngực và những vị trí mà với cái uh, kinh nghiệm học y khoa của anh thì anh biết đó là những cái vị trí ừ. sẽ không thể nào mà không chết. Mẹ của uh, người thanh niên này là một cô giáo dạy tiểu học. Anh nói uh, rồi người ta mô tả rằng là trong lúc mà anh đâm mẹ của mình á thì anh mang cái iPhone vô và anh nghe cái bản nhạc là No Trust in the Wild. Ngọc Lan cũng chưa biết nội dung của bản nhạc này như thế nào, nhưng mà nghĩ mình chưa kịp Google search, nó có một cái uh, liên quan gì đó thì người ta mới nhắc tới. Khi mà cảnh đâm xong rồi, anh ta gọi báo uh, 911. Cảnh sát nói rằng là đây là một cái vụ án mà kỳ lạ nhất trong một thời gian dài mà họ làm việc liên quan đến những cái vụ giết người như thế này là bởi vì người con trai này á là không có thực hiện cái hành động của mình trong cái uh, tâm trạng là uống thuốc kích thích hay là nghiện ma túy cũng không bị bệnh tâm thần anh này được đánh giá là một người uh, thanh niên tốt một người sinh viên giỏi và anh là con út trong gia đình có ba người con anh chỉ nói rằng là từ nhỏ đó mẹ anh uh, có nghĩa là có những cái uh, hành động những cái thái độ không có giống như là không có tốt đối với bản thân anh mặc dù vậy nhưng mà anh cũng rất là thương mẹ và tuy nhiên anh chưa nói là từ lúc nào thì anh đã có cái suy nghĩ rằng anh sẽ giết mẹ mình anh chỉ biết nói rằng là nó là hung đúc trong đầu anh một thời gian rất là dài cho đến là anh suy nghĩ đến chuyện đó và đến cái lúc nào thì anh quyết định là anh sẽ hành động như vậy bây giờ thì cảnh sát vẫn đang điều tra xem là tại sao lại là cái sự việc này nó xảy ra rồi đi tìm hiểu từ ở trường trung học những người mà quen biết anh đều nói anh là một đứa rất là ngoan, một đứa học rất là giỏi ở trường đại học mà anh đang học, người ta cũng nhận xét rằng là anh không hề có một cái biểu hiện gì là có một người bị tâm thần hoặc là gì hết, vẫn là một người sinh viên rất là giỏi nhưng mà tại sao lại dẫn đến cái hành động mà giết mẹ mình như vậy thì người ta đang xem coi nó là xuất phát từ cái gì ngoài cái việc anh chỉ nói rằng là uh, thổi nhỏ thì mẹ anh rất là khó chịu và làm cho anh cảm giác là anh anh khó chịu về cái cái hành động của mẹ mình, cái cách hành xử của mẹ mình nhưng mà anh vẫn rất thương mẹ đó là cái điều mà anh nói với cảnh sát như vậy. À, có một nơi mà chắc chắn là tôi sẽ không dám đi lên trên đó trong cái thời điểm này. Ngọc Lan có nghĩ rằng là cái khi nào mà đi lên vacation ở trên San Francisco, Oakland hay không? Chưa, chưa hả? Dạ. Yeah. À, thưa với quý vị. À, cái nơi này đó, hiện tại nó đang là một cái nơi không an toàn nhất nước Mỹ, nó có những cái cây xăng ở tại Oakland mà nó gọi được mệnh danh là cây xăng nguy hiểm nhất nước Mỹ. Hmm. Tưởng tượng là mình đậu xe vô đợi để để đổ xăng ha, quay qua quay lại đó, mình có thể mất chiếc xe, mình có thể mất đồ đạc ở trong xe, hay là mình có thể bị cướp ngay ở chỗ đó nữa. Mà người ta nói rằng là cái cây xăng này đó cứ xe nào mà đậu vô để đổ xăng á thì thế nào trong 10 chiếc xe cũng có 8 chiếc là bị mất đồ rồi đó mà cảnh sát đã đi tuần cái khu vực này thường xuyên mà họ cũng không có làm gì được hết họ cũng bó tay hoặc là nó có những cái vùng ở trên Oakland, San Francisco đó vùng East Side phía đông và vùng West Side là phía tây có những cái vùng đó mà khi chúng ta lái xe đi vô cái khu vực đó đó nó như là một cái cảnh hoang tàn như là chiến tranh vậy đó toàn là những người vô gia cư ở mà đồ đạc rác rưởi họ quăng đầy thành phố hết rồi đó mà ghê lắm cái câu chuyện ngày hôm nay xảy ra đó là cho một anh chàng bị cướp mà trong khi đang ngồi trong xe của mình luôn nữa anh chàng này tới đây đậu xe vô cái bãi đậu xe ở đây đây là chiếc xe đậu lại anh đang ngồi trong xe nghe nhạc thì anh nhìn kiến chiếu hậu thấy có một chiếc xe SUV đây chạy ngang qua chạy ngang qua đây xong rồi tự nhiên cái thắng lại rồi che yeah lại lần nữa thì ừ. anh ngồi trong xe anh anh không, không không để ý tưởng là cái xe này đang đi tìm chỗ đầu xe anh không để ý rồi anh nghe bóp một cái cái trơn xe của anh nó mở lên anh nói chết không lẽ mình tay mình đụng vô cái nút trên xe mở cái trơn ở trong xe cho nên anh nói rằng là Ủa tại sao cái trơn nó mở lên đó thì khi mà anh ra khỏi xe anh nhìn cái nắp của cái trơn xe nó mở lên cái gói đồ ở trong nó biến mất rồi họ mới nói chứ ủa mình ngồi trong xe nãy giờ mà mình đâu có thấy ai tới dòm dòm xe mình đâu mà tại sao mất đồ đó thì không biết vì lý do nào cái xe SUV này nè của những tên trộm này nè họ lại biết được là cái xe này có thể mở cái trơn lên mà họ ve lại ngay chỗ này chu 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 xuống mở cái trơn lên lấy gói đồ rồi phóng đi mất ha chưa hết nữa Cái anh chàng này hai ngày sau cũng lái chiếc xe của mình tới đậu xe ngay chỗ này rồi anh nói rằng là tại chỗ này là như là gần office của anh hay gì đó Anh nói họp, có cái hộp. Anh lái ừ. xe anh đậu lại đây nữa Thì lần này ra hai ngày sau thôi Xe anh bị đập cửa kiến nát hết trơn Trời đất. Mà nhưng mà không có bắt đồ gì ở trong Anh nói rằng là tôi thông minh rồi Tôi không có để gồ trên ghế xe Cho nên nó đập kiến mà không lấy được gì hết thì sau khi cảnh sát uh, được báo cáo đó họ coi lại những cái video chung quanh đó thì mới thấy là cái xe này cái xe SUV này nè đi qua đi lại tới hai lần rồi không biết tại sao họ nghĩ rằng là cái xe này có thể mở cái chân lên được hmm. đó cho nên họ Dè lại và trong có một người chui, chui chui xuống đây bấm cái nút cho cái chân nó mở lên rồi lấy cái gói đồ đó mà trong đó không biết họ sao họ biết nha có laptop có camera rồi có nhiều món đồ quý giá nữa à, có thuốc men của anh này nữa đó rồi 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 họ chạy đi mà cái lần thứ nhì đó khi mà ảnh đậu xe cách đó sau đó hai ngày lại bị đập kiến á thì anh nói rằng là đó là cái nhóm người khác tại vì camera quay lại được nữa mà chỉ là những cái xe khác chứ không phải xe giống như xe lúc ban đầu này cho nên nếu mà nói đi lên oakland hay là san francisco chắc tôi không dám đi tại vì trong thời gian vừa qua đó tôi coi ở trên mạng facebook đó rất nhiều người bạn bè có người thân có hay là những người mà họ đăng lên á họ nói mới đi lên San Francisco mới đậu xe có 5 phút bước xuống đi ra cái cầu cầu số 39 gì đó ngay đó cái cái pier 39 đã chụp hình đó quay ra xe thì cái kiến sau cái xe nó bị đập bể nát hết và bao nhiêu cái vali bị lấy mất hết rồi và cái tình trạng nó xảy ra như vậy đó gọi là truyền miên ở Oakland và San Francisco cho nên chắc không dám lên đó Ngọc Lan nghĩ đôi khi họ không có phải là biết ở trong cái 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 trân xe của mình phía sau đó đựng cái gì nhưng mà chỉ là giống như hú họa thôi mà biết khi mà chiếc xe đang nổ máy người tài xế ngồi là chiếc xe đó có thể mở thôi, đang à, mở máy vậy, đúng không vậy. thì à. mở cái chân lên được thì họ nhảy xuống họ mở đại có lấy không có thôi à. hên xui cho nên đó là lý do tại sao mà bây giờ nói rằng là khi mà mình leo lên xe vừa lên xe là mình phải lóc cái cửa hai bên hông liền và bây giờ thêm cái vụ mà cái cái trôn phía sau thì biết lóc nó như thế nào thì cũng ha tại vì quá. Cái kẻ trộm đó là nhiều khi đó họ thấy là ồ oh, cái người này ngồi trong xe <laughs> như vậy là chắc cái cửa chưa khóa yeah. Đã, có thể nhảy xuống mình mở nó trơn lên được lên xuôi giống Hên như xui. là họ đi câu cá à. như vậy à, thưa quý vị hồi nãy trong phần đầu ngọc lan nói đến cái chuyện mà nhật thực đó có đưa cái hình ảnh của uh, uh, nick Úc phóng viên đích úc của ap lên chụp thì có người nói rằng là ồ ông chụp thì rất là đẹp nhưng mà không nghĩ là ở los angeles mà tại sao nó, nó tối như thế này thì chắc là quý vị oh, không biết nha, tại vì khi mà mình mình chụp đâu phải là trời sáng vậy mình đưa cái máy lên mình, mình chụp không như vậy mà phải chụp qua cái kính mà dùng để coi đúng ví là, dụ đúng như rồi. đây là cái hình của Nguyễn Trường chụp ừ. <laughs> xung quanh này thì nó cũng cũng sẽ tối như vậy nhưng mà Nguyễn Trường uh, Nguyễn Trường chỉ chụp mà là bằng cell phone thôi, tại vì mình không phải chụp thẳng lên như thế này thấy trời xung quanh nó nó sáng mà phải qua cái kính mà để mà đeo mắt đó thì khi mà chúng ta để cái kính nó lên thì xung quanh nó tối hết mình chỉ thấy đúng cái cái đốm của mặt trời là nó nó có cái màu mà tùy theo cái ống kính người ta chụp thì ở đây quý vị mới thấy nó ra là nó nó đẹp như thế này ừ. chứ không phải là trời ở đây là trời tối đây là xung quanh đây là cái kính cái kính mà mình đeo để mà mình nhìn cái nhật thực ngày hôm hôm bữa yeah. rồi đó là những cái gì giải thích thêm về cái chuyện mà nhật thực nhiều người còn thắc mắc còn bây giờ nói đến cái chuyện mà cái thớt mà chúng ta sử dụng hàng ngày ở nhà thì quý vị dùng thớt nhựa hay là thớt gỗ oh. à, dùng thớt nào thì nó sẽ là tốt hơn thì xin mời quý vị cùng trở lại với chúng tôi sau phần thông tin thương mại Chương trình này được bảo trợ bởi Jin và Kim Thu Jewelry bán vàng 4 số 9, 9 có hình bản đồ Việt Nam 7149859999. Happy to Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục với phần thứ năm của chương trình Cà phê sáng của Lido Sài Gòn TV trước phần quảng cáo ngọc lan đang nói rằng là uh, các bà nội trợ á, mỗi ngày chúng ta sử dụng thớt để cắt đồ ăn thì sử dụng thớt nhựa tốt hơn hay là thớt gỗ tốt hơn ừ. dĩ nhiên nhiều người sẽ nói liền oh, uh, nhựa thì nó không có lợi rồi bởi vì uh, nhiều tin tức đã cho biết rằng là những người ta gọi là những hạt vi nhựa đó ừ. nó sẽ dính vào trong dao nó dính vào trong thức ăn nó là nghiên cứu cho thấy rằng á, khi mà chúng ta sử dụng những cái thớt nhựa như thế này thì sẽ có khoảng trăm à, 1.530 mấy cái miếng vi nhựa cho đến khoảng là à, 7.600 cái miếng nhựa mà nó nhỏ rất là nhỏ mình sẽ không thể nhìn bằng mắt thường nó sẽ bám vào dao nó bám vào thức ăn và oh. dĩ nhiên khi mà chúng ta đưa cái đó vào trong cơ thể thì cái điều đó nó là không có tốt rồi chưa kể là cái việc mà mình sử dụng cái thức nhựa này á khi mà con dao nó cắt xuống thì nó để lại những cái lằn khất ở trên lằn cắt ở trên cái những cái miếng nhựa đó nếu mà mình chùi rửa không sạch thì nó cũng cũng dơ nhưng à... mà thật ra là thớt thức gỗ thì nó cũng như vậy người ta nói như vậy thì nó sẽ rất là không có an toàn cho sức khỏe tuy nhiên những người nghiên cứu khoa học họ cũng lại đưa ra nó là trong một cái chai nước uống đó, một chai nước uống bình thường của chúng ta đó. Cái mà họ gọi là cái hạt vi nhựa đó đó. Nó có đến 240.000 hạt vi nhựa như vậy. Ừ. So với lại cái chuyện mà à, những cái hạt vi nhựa chỉ khoảng từ 1.000 hơn 1 ngàn sáu cho đến khoảng 7.000 mấy những hạt vi nhựa nó bám ở trên thức ăn và dao, như vậy thì cái cái nước uống nó thật ra nó còn chứa nhiều hơn nữa. Tuy nhiên đã nói cái gì nó độc thì nếu mình hạn chế được tối đa thì cái điều đó tốt. Khi mà đưa ra cái nghiên cứu này thì những người mà uh, chuyên viên về sức khỏe họ nói là không hẳn là họ khuyến khích mọi người thôi vứt hết cái thức nhựa này đi rồi sẽ chuyển sang là thà xài cái thức gỗ, nhưng mà nếu mà chúng ta xài cái thức nhựa thì quý vị hãy chú ý đến cái việc rửa cho nó thật là kỹ. À, không phải là chỉ rửa bằng xà bông bình thường mà họ còn hướng dẫn hướng dẫn là dùng thuốc tẩy rồi pha cái loãng ra như thế nào để ngâm cái thớt vô để cho nó thật là sạch thì tùy mỗi người là thấy là có nên tiếp tục dùng cái thớt nhựa hay không hay là mình chuyển sang là mình dùng cái thớt gỗ. Nhưng mà trong tương lai đó họ nói cái tốt nhất họ sẽ nghĩ đến cái việc là họ chế tạo ra cái thớt mà bằng thủy tinh. Dạ yeah và cái con dao á là họ nói là cái con dao đó nó bằng thép như vậy á thì khi mà cái thép đó họ nói khi nó cắt xuống dưới cái thớt và cái thớt nó đủ cứng để nó làm không có bể cái thớt ừ. thì đó là cái an toàn nhất có nghĩa là cho đến giờ này theo nghiên cứu là như vậy và cũng vì nhiều đồ thủy tinh thì họ nói rằng nó an toàn nó tốt cho sức khỏe hơn cho nên khi mà quý vị hâm thức ăn ở trong lò, vân vân thì thường mình dùng hay những cái hộp không phải là cái hộp food to go đâu, những cái hộp nhựa ở nhà để đựng thức ăn đó là không nên hâm bằng cái đó mà nếu được thì quý vị sử dụng cũng những cái hộp đựng thức ăn đó nhưng mà nó bằng thủy tinh đó, thì nó tốt hơn. Ừ. Mặc dù bằng thủy tinh thì mình rửa nó hơi khó hơn rồi mình cất á, cái chỗ mà để cất những cái hộp đó nó choáng chỗ hơn nhưng mà nó an toàn cho sức khỏe của mình hơn, thì đó là tùy lựa chọn của mỗi người. Nhưng mà Ngọc Lan cũng sẽ chờ xem là trong tương lai thử coi là cái thớt mà bằng thủy tinh với lại cái con dao bằng thép đó sẽ được chế tạo như thế nào rồi mình xài nó ra làm sao. Tôi nghĩ rằng là nếu mà họ làm cái thớt bằng thủy tinh đó chắc không có khó là tại vì họ sẽ làm cái bằng cái kính cường lực ừ. giống như mấy tiệm vàng hay có mà đập hoài không có bể đó, ừ. thì cái kính đó, đó nó sẽ dày hơn đó nhưng mà nó sẽ nặng đó còn cái thớt bằng nhựa thì nó nhẹ hơn hoặc là bằng gỗ thì chắc tôi nghĩ rằng sau bản tin của ngọc lan thì ngày mai ngày mốt thì tj mát với lại marshall à, là sẽ gọi là bán ế những cái thớt bằng nhựa người ta sẽ đi kiếm mua hình như chợ việt nam oh chợ mỹ cũng có những cái thớt bằng gỗ mà đúng rồi nó cũng nhẹ lắm à, à, ngày hôm nay có một cái bản tin nó cũng lạ lắm một gia đình đoàn tụ với chú chó nhỏ của mình sau 7 tháng thách lạc Ủa? chuyện xảy ra ở San Diego một ngày đẹp trời thì người bố ở nhà trong khi vợ và con của mình đang đi du lịch về Cajon ở tiểu bang Minneapolis thì người bố gọi nói rằng là con chó nhà mình đó nó mất tiêu rồi không tìm ra được thì hai mẹ con mỗi vội vàng bay về từ Minneapolis tới San Diego để làm gì in ra cả ngàn tấm à, tờ rơi rồi đi dán từng gốc cây một rồi dán ngay đằng sau xe của mình rồi dán ở trường học rồi dán ở ngay chỗ cơ sở làm của mình để mình mong muốn tìm lại cái chú chó này thế nhưng sau một tháng sau hai tháng sau ba tháng rồi nhờ sự trợ giúp của cảnh sát nữa rồi hàng xóm này kia họ cũng không thấy con chó đâu cho tới cách đây vài ngày thì một cái cơ sở mà họ nhận được chú chó của cảnh sát ở tiểu bang Michigan cách đó 2.000 dặm và nói rằng là có một chú chó đi lạc ở trên đường chúng tôi bắt về và nuôi và đưa cho cái trung tâm giữ chó ở của quận hạt ở đây này mà cái con chó này đó họ khám phá ra là có đeo một cái sợi dây có tên người chủ ở trên đó và số điện thoại và có gắn con chip ở trong người à họ scan cái chip họ thấy ủa số điện thoại đây nè mà số số điện thoại này lạ quá, nó không có nằm ở tiểu bang Michigan mà nó ở San Diego đó. Thế thì sau khi mà họ uh, liên lạc được với gia đình, thì gia đình lên ngay lập tức nha, mua ba vé máy bay vợ chồng con cái bay qua tiểu bang Michigan để mà đón chú chó của mình. thì họ nói rằng là mừng thì đã là chuyện rồi nhưng mà họ vẫn thắc mắc là tại sao con chó nhà tôi có dây đeo có tên tuổi như vậy? rồi rồi có chip trong người như vậy mà vẫn bị mất mà tới 7 tháng này không có ai gọi số điện thoại này hết tới tới bây giờ mà để chú chó đi lang thang ở trên đường phố ở Michigan rồi có à, thú y mới bắt cái con chó này về à, rồi à, rồi mới giờ mới tìm ra được tới tôi thì họ vẫn đang nhờ cảnh sát à, Ủa tại sao mà con chó có sợi dây đeo có tên tuổi mà không ai gọi hết mà không biết là nó lưu lạc qua được bao nhiêu nhà rồi nữa mà cho tới ngày hôm nay nó mới bị nó mới được tìm thấy mà mang về lại San Diego thì uh, cái cái gọi là happy ending cuối cùng thì họ cũng tìm được con chó nhưng mà nó mất tới 7 tháng trời và nó 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 cũng tốn tiền tại vì đang đi về vacation phải bay về rồi in giấy tờ rồi nó dán khắp nơi rồi sau đó lại bay qua bên tiểu bang Michigan là lấy con chó đó về thấy gia đình này thương con chó này thiệt giống như là con ở trong nhà đó cho nên thấy mất, mất nó một cái vội vàng đi tìm kiếm rồi vội vàng. Bây Rồi bây giờ họ vẫn nói rằng là chúng tôi vẫn đang nhờ cảnh sát coi tại sao mà con chó ở San Diego mà nó lại lưu lạc qua tới bang, bang Michigan. Wow. Ừ. Đúng là chuyện nuôi chó vẫn là chuyện à. dài, mỗi người mỗi cái khác nhau. À, vừa rồi thì ở Việt Nam có cái tin là chỉ vì con chó thôi mà một người hàng xóm đã vừa đâm chết cái một người hàng xóm của mình cũng như là đâm bị thương cái người vợ của cái ông đó đó là nuôi chó xong rồi con chó đó cứ qua bên cái nhà hàng xóm thì oh. bậy ở phía trước cửa nó hoài không được thế là đến lúc người ta nổi giận lên thì cái ông hàng xóm mà cứ bị chó qua ở trước nhà đó ông đã uh, ra cử cãi và ông đã đâm chết cái ông bên kia rồi bà vợ cũng bị thương luôn đó thì từ những cái chuyện đó người ta mới nói rằng là uh, nuôi chó thì người ta rất là là thương nhưng mà coi chừng là dẫn đến nhiều những cái chuyện mà hệ lụy những cái hậu quả của nó hay là ở một cái chung cư ở Sài Gòn cũng vậy người đó vô mướn ở trong cái chung cư đó mướn nhà xong rồi nuôi 19 con chó nuôi 19 con chó ở trong cái cái căn chung cư đó đến khi mà người chủ nhà tại vì họ không có sống trong căn nhà đó đến khi mà họ nghe được cái chuyện mà ô cái bà này mướn nhà mình mà nuôi 19 con Thế là bà đến bà yêu cầu là không phải dọn ra rồi vừa hàng sớm người ta xung quanh người ta than phiền phải dọn ra liền còn nếu không á, thì bà sẽ không có cho ở đây nữa rồi không biết nói như thế nào mà ngày hôm đó ở dưới những người bảo vệ lên dọn hết chó đồ đạc thảy hết ra ngoài chung cư có nghĩa là buổi tối ngày hôm đó là nguyên cái chung cư đó nhốn nháo luôn là bởi vì 19 con chó bị ở ngoài đường nói nói chung là chuyện nuôi chó là một cái chuyện dài Ờ... Uh cái chuyện mà ngọc lan nói là đã đâm uh, chết người rồi đâm bị thương người vợ đó là tại vì cái ông này ổng là nha sĩ ổng ở cái bên cái nhà mà có hai vợ chồng mà có nuôi con chó rồi ông nha sĩ này ổng bực mình là sáng nào cũng thấy con chó nó qua đây nó y bậy mà nói hoài nhắc hoài mà họ không làm gì hết cho nên ngày hôm đó là xảy ra cự cãi rồi cái ừ. ông rút cái, cái kéo đó kéo nhổ răng gì đó ổng đâm á à, cho nên cái chuyện nó xảy ra tại việt nam à, chúng tôi sẽ quay lại ra một ít uh, thông tin thương mại bảo trợ cho cà phê sáng hôm nay. Chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thư Cherry bán vàng 4 số 9 ở hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 Happy Chewy chuyên bán nền cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 Trở lại với phần cuối của cà phê sáng ngày hôm nay ngày thứ ba ngày 9 tháng 4 tôi với quý vị hồi nãy trước phần quảng cáo thì đang nói về những con chó nó ị bậy này kia đó nó làm cho nhiều người bực mình nhất là những người ở Sài Gòn mà đối diện với là những người nuôi chó nhiều có nhà cả trăm con chó có nhà có có cô đó sống ở chung cư là 19 con chó thì cũng có bản tin liên quan tới chó ngày hôm nay ở Mỹ nữa thôi với quý vị đó là chuyến bay của hãng United tôi à, thưa quý vị số 422 khởi hành đi từ à, Houston, Texas. Nhưng mà sau đó mới bay được có một ít thôi thì nó phải quay trở lại và đáp xuống khẩn cấp ở phi trường Dallas. Là tại sao? Ngay cái khoang first class ok, trên máy bay nó có nhiều hạng ghế ngồi, hạng phổ thông là hạng rẻ nhất, rồi tới business, business thì nó mắc hơn nhưng mà nó cũng không có thoải mái và nó không có uh, luxury như là first class. First class là hạng nhất, tức là hạng đó là nó lên trên đó nó như là lên tiên cảnh vậy đó. Thì thì tôi như thế nào? Ngay cái hàng first class mà người ta đã bỏ tiền ra rất nhiều để được ngồi ở đó, coi một con chó nó ý, ngay cái hàng first class đó, mà ngay cái lối đi nữa, mà nó ý, ngay cái 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 khoang mà kế bên cái phòng vệ sinh của first class. Thế sau khi nó ra rồi thì cái mùi nó bốc lên. Thế là máy bay phải đáp khẩn cấp xuống ngay phi trường Đà Lạt. Nhân viên đã cung cấp cho nhà báo những cái tấm hình đó. Tức là các các cái người làm việc, việc ở trên máy bay đó. Phải dùng giấy rồi dùng khanh rồi này kia để mà dọn dẹp cái 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 đống dơ đó của con chó. Thế thì nhiều người hỏi là ủa tại sao con chó nó đi lang thang ở trên này. Thường là khi mà mang thú vật lên trên này đó là phải bỏ trong cái chuồng. Nhưng mà luật của united airlines là trên chuyến bay đường xa thì không được mang chó lên trên cái, cái máy bay tuy nhiên nếu chó nhỏ mà nó có thể để trong cái lồng của nó được mà để ở dưới chân được thì vẫn có thể mang lên được thế nhưng cái con chó mà ở, ở chỗ cái, cái khoang mà first class đó là con chó làm nhiệm vụ à con chó này là con chó giúp cho người khuyết tật đó ngọc à. lan có thể là người mù có thể là người uh, uh, như thế nào đó đó thì họ được mang con chó lên và không có phải bỏ nó vào cái chuồng tại vì chó này nó đang làm nhiệm vụ của nó nhưng mà ngày hôm đó thì nhiệm vụ của nó đã làm sai cho nên máy bay phải đáp xuống mà chưa hết nữa khi máy bay vừa kết cánh thì người ta mới bật mấy cái microwave lên để mà hâm đồ ăn ừ. đó hâm đồ ăn để này kia để sửa soạn mà ba tiếng đồng hồ sau đậu ở việc trường đà lạt thì đồ ăn đó, nó hư hết rồi không thể ăn lại được nữa thế là họ lại phải chờ cho cái ở dưới đó họ lại mang thêm đồ ăn mới lên phải gục những cái đồ ăn kia đi rồi rồi, rồi, rồi hành khách là chờ đợi này kia mà họ nói rằng là không biết tại sao mà làm đủ mọi cách rồi xịt nước hoa nước thơm gì này kia rồi mà cái mùi nó vẫn còn ở đó mở hết cửa của máy bay ra cũng không làm hết cái mùi đó được họ nói là khổ thật đó lần đầu tiên mới thấy là các cái cái người mà làm trên máy bay đó phải dọn dẹp cái đống đó, phải dọn dẹp rồi lau rồi chùi rồi xịt nước hoa nước thơm mà cuối cùng đó làm trẻ của hành khách hết 3 tiếng mấy đồng hồ rồi phải order đồ ăn mới lên rồi rồi rồi, rồi cái mùi đó không thế nào mà làm hết đi được nữa cũng còn cho. Thưa chó. quý vị những người mà bác sĩ đó họ cho biết rằng là nhiệt đối với những người mà bị đột quỵ thì thường có những cái mà họ gọi là mini stroke tức là đột quỵ nhẹ nhưng mà nó cũng rất là nguy hiểm. Tuy nhiên, uh, họ cho rằng có người, có nghĩa là có hai cái uh, cái cái uh, quan niệm. Có những bác sĩ thì cho là cái chuyện mà đột quỵ nhẹ như vậy tức là cái uh, thời gian mà nó gọi là ngưng máu ở uh, trong não nó diễn ra trong tích tắc rồi xong, rồi cũng điều trị nhẹ nhẹ thôi hoặc là nó lướt qua là hết. Nhưng mà phần nhiều thì bác sĩ cho rằng đối với những ai mà có những cái gọi là những cái cơn đột quỵ nhẹ đó thì thường trong vòng 90 ngày tiếp theo nếu mà không có một cái sự qua theo dõi quan sát thì sẽ dẫn đến cái chuyện mà đột quỵ thì bây giờ để làm sao để phát hiện ra là mình đang bị rơi vào cái tình trạng là bị thiếu máu thoáng qua như vậy thì người ta nói ở đây có năm cái dấu hiệu mà quý vị cần phải lưu ý nếu như mà mình tự nhiên mình bị những cái này á, là mình phải đi gặp bác sĩ liền thứ nhất á, là họ nói là cái tình trạng mà mình bị giống như là mình bị mất thăng bằng và cảm giác là bị yếu đi. Nếu ví dụ như từ bình thường mình ngồi xuống rồi mình đứng lên hay là mình đang đi bình thường thôi. Nhưng mà tự nhiên mình đang đi tự nhiên thoáng qua cái mình thấy là mình có thể mình bị té rồi cái người mình nó lả đi, mình phải vịnh vào trong bức tường hay là mình phải chụp vào cái gì đó để mà mình khỏi phải té thì đó là một trong những cái biểu hiện như vậy. À, rồi người ta chụp cái hình cho quý vị thấy thường ví dụ như họ đưa cái tay lên ôm cái đầu đó có nghĩa là có một cái gì đó nó thoáng qua và mình cảm giác là mình không có có được an toàn. Cái thứ hai nữa đó là cái tình trạng họ nói là mất thị lực. Mất thị lực ở đây không phải là cái chuyện là mình nhìn không thấy gì hết, mà mình nhìn nó không rõ hoặc là mình nhìn một cái hình nó ra thành hai, hình nhìn ừ. giống như là nó gấp đôi lên, nó vừa mờ rồi nó hoặc là nó gấp đôi lên thì đó cũng là một cái biểu hiện của cái chuyện là mình đang bị cái cơn mà thiếu máu như vậy. À, tiếp theo nữa cái thứ ba đó là mình cảm giác rằng là cái gương mặt của mình á uh, giống như là nó bị uh, nó bị chảy xuống họ nói là giống như nó bị uh, sao ta nó uh, nó bị tê nó bị tê liệt hoặc là nó rủ xuống bởi vì quý vị sẽ nhìn thấy nhiều người mà người ta bị đột quỵ đó sau đó mặc dù là họ có thể là họ hồi phục nhưng mà một gương mặt của họ giống như ta gọi là bị méo đó tức là nó không có nó không có cân bằng bình thường thì khi mà mình cảm giác được như vậy tức là một bên mặt mình tự nhiên nó nó như mình không có kiểm soát được gương mặt của mình nó bị tê thì đó cũng là một cái biểu hiện của cái chuyện là mình bị một cái cơn thiếu máu bị đột quỵ nhẹ rồi cái này thì có thể là nhiều người cũng bị mà không để ý đó là tự nhiên một cái cánh tay của mình nó bị yếu đi người ta oh. gọi là giống như nó bị 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 liệt bị tê liệt gì đó mình không có nhấc lên được nó không bình thường nó lả đi thì đó cũng là một cái biểu hiện của cái việc mà bị đột quỵ nhẹ và cái dấu hiệu thứ năm á, là nói chuyện tự nhiên mình cảm giác là mình nói chuyện lắp bắp à, trong một chốc rồi mình à, không có điều khiển được cái miệng của mình mình cảm giác là nó cái ngôn ngữ của mình nó, nó cứ lắp ba lắp bắp nó không có bình thường thì đó cũng là biểu hiện của cái chuyện mà dẫn đến đột quỵ ngọc lan đã từng chứng kiến có những người quen của mình có những người đồng nghiệp mà họ do họ nhận ra được cái biểu hiện này và ngay tức tốc họ đi vào bệnh viện. Mà khi đi vào bệnh viện như vậy đó, họ được cứu, mặc dù cũng nằm bệnh viện trong một thời gian nhưng mà họ qua được cái cái chuyện đó. Đó là khi tự nhiên sáng đi làm mở cửa xe, khi mà họ vào trong xe họ ngồi tự nhiên họ thấy là giống như nguyên nửa người họ như nãy nói cánh tay lả đi là họ cảm giác cùng một lúc đó nhiều cái cái chuyện nó xảy ra, nhưng mà thường nó chỉ một bên thôi, không bao giờ có chuyện mà nó xảy ra hai bên thì người đó gọi liền cho cho bác sĩ rồi đi vào thẳng bệnh viện thì đã được cứu chữa kịp thời cho nên quý vị nào khi mà nhận ra những dấu hiệu này thứ nhất là mình đang đi tự nhiên cái mình thấy mình mất thăng bằng có những người ví dụ như ngồi lâu quá đứng lên một cái vụt lên thì có thể nó bị choáng cũng có thể cái chuyện đó nhưng mà đang đi cái tự nhiên thấy mình hơi chao đảo rồi mình yếu người đi vậy là lúc tự nhiên mình đang nhìn tự nhiên cái mắt mình nó hoa lên mình thấy mờ hoặc là thấy hình ảnh hai cái hình nó nó chồng lên nhau rồi chuyện nói chuyện lấp ba lấp bấp rồi xong rồi cánh tay nó yếu đi à, đó thì đó là những cái biểu hiện mà quý vị phải chú ý gặp bác sĩ liền thì có thể được cứu chữa kịp thời Ngọc Lan đang nói đến trường hợp của tôi năm 2015 oh. à, thưa với quý vị à năm 2015 nha Thì có một ngày đẹp trời tôi ra đằng sau vườn Tôi cưa cây, cắt cây, tỉa cây này kia đó Rất là một ngày làm việc rất là nhiều việc nặng nhọc Thì qua ngày hôm sau Cách sau đó hai ngày tôi thấy tự nhiên cái người mình nó mệt mệt nó Cái tay nó nhức mà nó không nhấc lên nổi Mà tôi đứng tôi phải dựa vào cái tường Tại vì tôi thấy nó nó hơi chóng, chóng mặt Mình nghĩ rằng là Ô, chắc tại mấy ngày trước mình làm việc nhiều Cho nên hôm nay gân cốt mình nó bị nhức nhưng mà sau đó trường hợp nó xảy lại sau đó từng một tuần bị một lần nữa rồi thêm một tuần nữa bị một lần nữa. Mình cũng không nghĩ là nó bị cái gì mình có chắc là phải đi bác sĩ chỉnh xương đánh gân để coi coi là như thế nào. Không ngờ sau đó mới phát hiện ra đó là mình bị đột quỵ nhẹ và cũng có nguy cơ bị bị gì nghẽn mạch máu tim. Đó, cho nên sau đó đi bác sĩ bác sĩ mới hỏi trước đây một hai tuần có bị cái trường hợp mà tê cái tay này kia không? Nó có Trời ơi, lúc đó tại sao không vô mà giờ này 2 3 đó, tuần sau mới vô. Đó. Thì lúc đó mình mới biết được rằng là ồ oh, cái đó là đột quỵ nhẹ, nó không xảy ra, nó chỉ là cái dấu hiệu thôi. Nhưng mà may mắn là tới 2 3 tuần sau đó mình mới đi vô bác sĩ nhà thương thì họ mới nói rằng là ồ oh, cái này mà không đi sớm là nguy hiểm lắm. Dạ yeah, cho nên năm dấu hiệu đó quý vị lưu ý chứ không là đột quỵ rất là việc phức đến sức khỏe của chúng ta. Cảm ơn Nguyễn Trường đã đến với chương trình cà phê sáng ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị vào sáng ngày mai. Sau cà phê sáng sẽ là chương trình thời sự thế giới. Xin kính chào quý vị.